Và bây giờ tôi muốn mọi người đếm cùng với tôi đi cho lần này đi. Mọi người cùng đếm nha. 3 Và trước khi chúng ta đến với lễ trao giải thì Chase Smooth sẽ có vài lời chia sẻ của mọi người nha. Give it up to your people, Chase Smooth on the mic! Yo, what's up everybody?